Ngay rồi này. Nó nó giờ lu chỉ lu đô. Ok. Lu chỉ lu mình thi nâng cổ lâu. Xong ọt xìa cổ chùa để nó. Cô giờ Alibaba. Nó nào là cửa rồi thỏ tây tù. Cái tì, để nó này, tao sẽ yên khẳng tài tùa được cú. Nếu cứ chú hai ai chinh tân tàu thế thế thì của tế trở lì gà tàu xong tàu 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 nè tù kì tì cô cú chú báo tì à gà hà xà lì chà nụ nà tư đềm bò lì nà lì gà mà hà xong tàu tàu cú yà lì nà cú xà à lò tế gà chân tàu mình chí trở lý có số tốt được của nó mà có cô hài hài chân được vật chứ nè con à cái gì à có lúc bê hùa sai châu vàng nè ô có giờ mong nhà là giờ mong đã chỉ có nụ sinh hòa giờ vàng nè cái gì cái gì cụ thể cho vật chứ à cụ thể cho vật chứ à chỉ cho vật chứ hay là nhà chỉ bị ô kê thiết lý mua dùng cái gì cả tài khoản luôn đi đó giờ hiện tại chúng ta cứ là tài được cái gì cái cho vật chứ đại vật chữ là chỉ nông nưng à vật chữ chỉ tí nưng của sa bao thì à tu vật chữ là chỉ tàu tí nưng nhóc từ lọ thế tu tí nưng và vật chữ chỉ à giờ tu tư này giờ tu tu huy cha nè à của sa bao tồn tại giờ thì à của bao tồn tại thì của bao thầu vật chữ tu vật chứ này chỉ kia nữa là na, cái cũng chân có, ta xem mà cú chỉ bỏ tu vật chứ gì, tu vật chứ này là giờ, yêu nè yêu chỉ 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 yêu ai bỏ mua yêu na, các bạn gặp chuyện này na, cú giờ thì cú bằng cỡ chỉ thì mua cú chỉ à, cái đó cú nè cú chỉ cỡ chỉ cái cú mua cú chính cái yếu của tu vật chứ, cái cú nhân cái cú yếu của tu, nó à, nghĩ sâu xa như là, cái chuyện nó cú chỉ yếu của tu vật chứ, cái chuyện nó cú yếu của cú chấm nhỏ tu sĩ phu là, à, đâu có nó muốn chính thế cái cú chỉ cái chắc cái cú chỉ muốn vật chứ rồi thế mà, giờ cú chỉ chỉ em phụ mua mình nhỏ được ấy vật chữ chỉ tôi tin là có tiền được cú sa hạt tiền cao mà chỉ chẳng thế thì chỉ bao cú sa cái tiền cú sa tiền tới rồi cú hai cú chỉ tao cho chồng được cao cú chỉ tao hai tôi còn bảy thiên thế thì mà hôm nào có xong đại tôi cho cú có thể chỉ hai cái cú bề là có xong đại tôi cú họ chế nó nè cái chạy tàu hay thì có nó cú cho lưu vào thọ cú hay cho stick và mua là do lên từ nữa nè có thế thì trả nó có mà tài trả tôi được cú là do tên đại tôi được cú nè mà cú là biết luôn cái tưng ở thầu bi lò nè và tàu qua hai tia giờ hiểu nè hiểu chỉ bơ ở cái thêm mà hiểu nè có bản chứng mà vậy giờ thì có tụ mu cho vật chứ cái nè giờ có chứng chứng có nè có chỉ hai tia giờ có nè có chỉ chỉ mu có nè có chỉ hiểu lần kim nhà á sư thế có hiểu nhà á sư cơ chính cho các cái này cái gì tu chân chi hoàn cảnh đơn đơn ta cái tài mót ta
你电子灯扣打，会骂你莫搞啦。哦，个人节目搞嘛，这个又害路去杀个两个字，这个两个字个字是爱有点莫搞了，我就哎我就要呢，哎我就爱个两，哎听莫搞了就，我就了因我就要能得活了就我就去爱。搞掉搞你掉哦，有几个钱个是哈？哎，有木要还点？我就只能啊，好那么那还是要头半年都结钱大，结果保不质量差呢？搞我的什么没有呢？同的搞我头啊，保乱差个房我同的这里莫倒霉，同的这个这没有嘛？哎，同的要弄点钱呢，我只有几下子。你个就我姐姐节目了，好搞海点，古海嘛只要，看嘛，这点嘛搞海天只要呢，搞海点战争不止，啊，战争不止嘛，天里啊你那刀工猛，啊，古啥海点，哥哥去偷啊，啊这要制造工猛。那又到底什么关系？这个战争我逐渐长大了，怎样了？搞我融解一融是，搞做做些苦的，一刀工没生完。你要做得起来呢？你得前面干呢？啊，工忙的一夜里话，叫木车，那一夜还叫我，你呢？这单子用的背呢，那么那啥还了，这什么背起背起来一家，那个啥点子用，这什么啊背这子用背起头呢，背起啥家，啊，叫我叫大力背哎多哎你呢啊，那弄那么还行的，我直接呢。哎，还得放工忙啊！真的，孤独竞争呢，孤独呢，搞不啥的文章，孤怎么被一骂了？要得，孤去找现场多多少，孤去挣都挣得，孤去找现场没到 company 啦。哎，遇到遇家到我工棚了，要过么年么节，孤去找现场没去，哎，又哎。把根拍着我姑娘姑姐头，姑娘姑姐多了，哎，姑到一百年了姐，同那姐这下更忙嘛，同那到更忙是嘛，更忙姐那是，还有你娘哩，你娘哎，你弄么到菜么，白不吃到菜是哪？哎，我有家到更忙了，过海了个，个地，过别一下了个，个海的你弄我走路。我就放工忙找，你来找路啊！你要怎么弄？这怎么弄？过去包呢？过去包啊！但是快点讲，这木车过得没得啊？门前我讲，过去包的搞么好的呢？你才搞么好哇？人家半夜背了都逃不走，有的有啊，转桌了有人逃不走的。我这忙到嘛，我要转转了，那啦，那些过半米远，嗯，哎，正还那种我今天来家头，可以讲哪了呀？来家头，今天我这工到吉祥了，个的，工地们到吉祥，到过这个了叫叫单了，过过去妥帖。过去头在什么乖的讲，要还得过么年呢？哎，出错问题，过么哎过么专业打的，过抓家这这记住啦，看到没？还这这本呢？过半年记住啦，啊，哎一路比呢一抓呀，这个也搞住啦，出错路比，这十五天十几天。老孩子啊，我就放工忙都过了，可能不要。
还要鼓起么念么扎街把锤子去缝个门，看那要个你能解能解开，啊，能，吹能吹好，说爱得大，你那说个的，个火把锤子，给让姑姑去拖啊，姑姑去拖的要赔么一家。这是嘛，娘的有毒，看有缘人太亲近了，怎么能得罪到哟？这是嘛，估计到还高呢，不知道估计宝呢，估计到还高。这是乖的高，带着乖走路呢嘛，估计么我阿短老带着高呢，我们阿短带高短了呀，短第一。结果我带了个孩子，头哇，哥们，他都抱了谁？那些哥们都是都念，哎，哥们来吃哥们孩子家，啊，故事弄，这故事包好了呢。那些哥知道包着嘛？啊，哥们故事的带肉，哥也包了，给我们吃了嘛？这个也包吃过，这几个都带过，这个都还过，上的都是过了嘛，过也包的，这个没穿带就包家了。但是这领带啦，你家估计，估计的话，工整，给，工整过好，干净过好，来收，嗯，这装这还那么的大，怕的二亩，这过带装的，搁这路。明天铁骨要别做还的，要还的，芝麻姑娘不在呢，不莫过，嗯，哎，搞还的要挖掘，真挖掘，嗯，铁里到个门铁里摸摸个，哎，古要带摸着断的二呢，哎，这里家了，古啥的带要搞要白天搞要老。弄在这里家了，过年就多呢，过就多，过节都能摸摸摸，过节都能，我要挣钱，过要能他妈打他妈打手，过节啊一直能庄稼，但是过啥的，这最高带过都多呢，带着我们还个人这个就多吃过呢，看，个就多吃过天，还个在老带过，这里家了。姑姑早些好干海，都是古代嘛。过去都不拿多一路，不省，忘了干了。嗯，哎，姑海里那都搞手，总之还那么多刀，这又要么多怕啊，姑要老带着干了。